Câu chuyện về Lan. Lan, một cô gái 23 tuổi, luôn sống dưới sự quản lý chặt chẽ của mẹ từ nhỏ. Phải ăn mặc gọn gàng nhã nhặn, không được nhuộm tóc quá sáng. Khi đi học thì phải chăm chỉ để đạt được điểm cao. Ra ngoài thì phải ngoan ngoãn, lễ phép. Khi Lan tốt nghiệp đại học thì mẹ Lan mong muốn cô theo đuổi con đường làm việc nhà nước và học lên thạc sĩ. Với mẹ Lan đó là con đường an toàn ổn định và bảo đảm cho tương lai nhưng lan lại có ước mơ khát vọng khác biệt cô muốn tự quyết định cuộc sống của mình sự khác biệt về tham và tưởng của nhau dẫn đến hai mẹ con thường xuyên xảy ra xung đột lan cảm thấy cô đơn ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình mẹ lan trong sâu thẳm chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho con gái nhưng chính sự kỳ vọng quá cao và áp lực từ những giá trị mà mẹ cho là tốt đẹp lại trở thành rào càn làm tổn thương mối quan hệ giữa hai mẹ con còn lan với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và đam mê cảm thấy bị gò bó mất tự do và thậm chí mất đi cả niềm vui cuộc sống câu chuyện của lan phản ánh một hiện thực khá phổ biến trong gia đình khi cha mẹ không hiểu được những thay đổi trong thế giới nội tâm của con mình mối quan hệ giữa họ dần trở nên căng thẳng. Nhưng nếu ngẫm kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề không nằm ở tình yêu hay sự quan tâm quá mức mà là ở cách mỗi người hiểu và thực hiện vai trò của mình. Sau khi nghe câu chuyện của Lan, em rút ra được một số bài học về cách nuôi dạy con trẻ. Biết ơn cao nhân đã chỉ điểm. Đầu tiên, đó là tư duy trước 13 tuổi. Trong giai đoạn đầu đời, việc hình thành tư duy là điều vô cùng quan trọng đây là lúc cha mẹ cần dạy cho con cách nhìn về đích đến tư duy đích đến bắt đầu mọi việc từ kết quả mong muốn như lan nếu từ nhỏ cô đã được học cách tự định hướng cho mục tiêu của mình cô có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình cha mẹ cần hỗ trợ con nhưng đồng thời cũng phải để con tự nhận thức ra giá trị và định hình tư duy của mình. Thứ hai, biết cách kích hoạt tổng nghiệp tốt trước 13 tuổi. Khi kích hoạt tổng nghiệp có nghĩa là giúp con nhận được sức mạnh và khả năng tiềm ẩn của mình. Trước 13 tuổi, con cái cần được khuyến khích để khám phá bản thân, tìm hiểu những đam mê, sở thích và năng khiếu của mình. Nếu mẹ Lan thay vì áp đặt đã giúp Lan nhận ra và phát huy được tổng nghiệp của mình, có lẽ Lan sẽ cảm thấy ít áp lực hơn trong việc theo đuổi con đường riêng. Suy nghĩ về điều này, bạn có bao giờ tự hỏi? Mình đã giúp con khám phá và phát huy tối đa tiềm lực tiềm ẩn của nó chưa? Giai đoạn thứ ba, giai đoạn làm giò. Độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi cho nữ, 13 đến 20 tuổi cho nam. Giai đoạn này không chỉ là làm giàu về tài chính mà còn làm giàu về trí tuệ làm giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực và cả giàu vật chất. Đặc biệt trong giai đoạn từ 13 đến 18 tuổi, cần giúp con có nhận thức rõ ràng về sự đủ đầy, biết cách làm giàu bền vững và hiểu giá trị của đồng tiền. Đây cũng là thời gian quan trọng để phát triển tư duy tài chính. Một người trẻ không chỉ cần học cách kiếm tiền mà còn phải hiểu cách tạo ra giá trị. Nếu nàn đã học cách để làm giàu trí tuệ và tài chính một cách bền vững từ sớm, cô sẽ tự tin hơn khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Điều thứ 4 từ giai đoạn 13 đến 18 tuổi, việc quản lý hành vi của con trong độ tuổi này là một thử thách lớn đối với cha mẹ. Tuy nhiên, cách quản trị không phải là áp đặt hay kiểm soát mà là khéo léo hướng dẫn con tự kiểm soát bản thân bằng cách tạo ra một môi trường hỗ trợ vui vẻ và tin tưởng. Nếu cha mẹ có thể quản trị con mà như không quản trị gì cả, họ sẽ giúp con tự do phát triển mà vẫn giữ được giá trị của mình. Điều này có nghĩa là cha mẹ cần giúp con biết cách tự điều chỉnh hành vi, lối sống vui vẻ, đơn giản, tin tưởng, nhẹ nhàng. Thứ năm, giai đoạn đồng hành trên 20 tuổi đồng hành với con trong tuổi trưởng thành là điều mà các bậc cha mẹ nào cũng làm được đây là giai đoạn mà con đã có thế giới quan và nhân sinh quan của riêng mình và cha mẹ cần học cách lắng nghe hiểu và đồng cảm với con mối quan hệ giữa mẹ lan và lan sẽ tốt đẹp hơn nếu mẹ lan biết cách đồng hành thay vì ép buộc lan phải đi theo con đường mà mình đã vạch ra đồng hành ở đây không phải là kiểm soát mà là hiểu lắng nghe và hỗ trợ khi cần. Giai đoạn từ 20 tuổi cũng là giai đoạn để kế thừa. Giai đoạn này cha mẹ cần để lại cho con bốn giá trị quan trọng: triết lý sống, mối quan hệ chất lượng, sự nghiệp trường tồn và tài sản vật chất. Những giá trị này không chỉ giúp con tự tin bước vào cuộc sống mà còn giúp con nhận thức rõ ràng rằng điều quan trọng không phải là lấy gì từ xã hội mà là đóng góp phụng sự cho xã hội điều gì nếu mẹ Nàn đã truyền đạt những triết lý sống sâu sắc và giúp Nàn xây dựng các mối quan hệ chất lượng có lẽ cô sẽ cảm thấy rằng mình được trang bị đủ đầy để đối diện với những thử thách của cuộc sống câu chuyện của Lan và mẹ Lan là một minh chứng cho thấy việc giáo dục con cái không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là việc hiểu rõ giai đoạn phát triển của con biết cách hỗ trợ và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này chúc anh chị thành công và hạnh phúc